chào mọi người, tôi là Ngọc Lan, Senior Director tại Oriflame Việt Nam. Ở đây có lẽ mọi người ai cũng đã đi tuyển dụng, việc tìm nguồn tuyển cũng gặp khó khăn, không tuyển được, nhiều nguồn tuyển không hiệu quả. Tuy nhiên, mọi người quên rằng có một nguồn tuyển rất phong phú và dồi dào ở ngay cạnh, đó chính là khách hàng của chúng ta. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ bí quyết tuyển dụng và làm thế nào để mình có nguồn tuyển dồi dào, phong phú và không bao giờ cạn kiệt. Đó chính là biến khách hàng trở thành nhà phân phối tiềm năng. Tôi sử dụng chiến lược vét dầu lon. Cụ thể cách tôi làm đối với khách hàng như sau. Tôi chăm sóc khách hàng sau bán rất tốt. Tôi giúp đỡ khách hàng giải quyết những khó khăn, những vấn đề mà khách hàng gặp phải. Tôi biến khách hàng từ chỗ là một khách hàng bình thường trở thành fan cứng của tôi. Thường thì để đáp lại sự yêu quý đó, khách hàng sẽ giới thiệu thêm cho tôi nhiều khách hàng khác. Và cứ trung bình một khách hàng như vậy, tôi sẽ có thêm 5 đến 10 mối quan hệ mới. Hoặc tôi sẽ mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng bằng câu thần chú. Em có cách giúp cho chị và những người thân, bạn bè của chị cùng sử dụng sản phẩm với mức giá ưu đãi hơn, sở hữu được nhiều quà tặng hấp dẫn và có mức thu nhập ổn định hơn. Chị có muốn em hướng dẫn luôn bây giờ không ạ? Và câu trả lời hầu như là đồng ý. Sau đó tôi hẹn một buổi tập trung khoảng 5 đến 7 khách hàng có nhu cầu về chăm sóc da, cân đo các chỉ số cơ thể, tư vấn về sức khỏe. Tôi trò chuyện và giới thiệu về những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Nếu thấy khách hàng quan tâm, tôi liền gợi mở về những sản phẩm của Oriflame và định hướng xây dựng một hệ thống tiêu dùng. Việc tôi sử dụng chiến lược vét dầu lon từ một khách hàng đầu tiên, tôi tiếp cận được 5 đến 7 người thân và bạn bè của khách hàng. Sau đó cứ như vậy xây dựng được một hệ thống tiêu dùng rộng khắp. Và khách hàng đầu tiên bắt đầu có mức thu nhập 9% sẽ cảm thấy rất hứng thú. Sau đó thì tôi triệt để quy trình tuần hoàn của sếp Hải giúp khách hàng trở thành nhà phân phối tiềm năng. Như vậy, chăm sóc khách hàng rất quan trọng trong việc tạo dựng danh sách nhà phân phối tiềm năng. Đây là một việc tuy nhỏ nhưng hiệu quả rất cao. Hãy biến khách hàng của bạn trở thành nhà phân phối, người sẽ cùng bạn chinh phục những nấc thang thành công tại Oriflame. Nhớ đừng quên câu thần chú của Lan nhé. Chúc các bạn thành công.